Chào các bạn, mình là Mỹ Oanh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Siêu Thị Mỹ Phẩm. Kem dưỡng ẩm là một sản phẩm dưỡng da không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da, giúp cho làn da trở nên săn chắc và căng bóng hơn. Có thể có những bạn sử dụng cả một hũ kem dưỡng ẩm luôn, nhưng làn da vẫn không mịn màng được. Nguyên nhân là có thể bạn đang mắc phải những sai lầm mà Siêu Thị Mỹ Phẩm sẽ bật mí trong ngày hôm nay. Sai lầm đầu tiên đó chính là dùng kem dưỡng ẩm nào cũng được. Thực tế mà nói á, để chọn mua một kem dưỡng ẩm phù hợp với làn da của chúng ta, cần quan tâm các tiêu chí như sau: thành phần, kết cấu, nguồn gốc xuất xứ và giá thành của sản phẩm. Ưu tiên các thành phần tự nhiên, lành tính, an toàn cho da. Một số thành phần dưỡng ẩm cho da vô cùng nổi bật như là hyaluronic acid, glycerin, niacinamide, vitamin E hoặc là vitamin C. Trên hiện tại thì có rất là nhiều sản phẩm kem dưỡng da đa dạng, từ kết cấu gel, cream hay là lotion. Nếu như mà chúng ta sở hữu một làn da khô thì ưu tiên chọn sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu dạng kem hoặc là dạng sữa giàu dưỡng chất. Nếu như mà chúng ta sở hữu một cái làn da nhạy cảm thì ưu tiên chọn những sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu lotion dịu nhẹ, chứa nhiều thành phần tự nhiên và lành tính. Còn nếu như mà chúng ta đang sở hữu làn da dầu hoặc là da hỗn hợp, nên ưu tiên chọn những sản phẩm dưỡng ẩm có kết cấu gel hoặc là lotion, vì kết cấu này sẽ tăng khả năng thẩm thấu nhanh trên da mà không để lại cảm giác nặng mặt hoặc là bí da. Nhiều bạn anh thấy là chỉ biết dùng kem dưỡng ẩm thì dùng vậy thôi, chứ không quan tâm lắm đến cái cách thức hoạt động của nó. Cứ thấy da đang khô khô là thoa kem dưỡng ẩm lên. Tuy nhiên là chúng ta đừng thoa kem dưỡng ẩm sau khi làn da của chúng ta đã khô nhé. Kem dưỡng ẩm chỉ phát huy được hiệu quả tốt nhất khi được thoa lên trong lúc da đang ẩm. Khi thoa kem dưỡng ẩm ở lúc này thì kem dưỡng sẽ thẩm thấu nhanh hơn và thực hiện nhiệm vụ khóa ẩm tốt hơn. Sau khi rửa mặt xong, chúng ta hãy thực hiện các bước theo quy trình chăm sóc da và sử dụng kem dưỡng ẩm ở bước cuối cùng. Một sai lầm nữa mà anh cũng đã từng mắc phải khi mới tập tành trang điểm, đó chính là trang điểm ngay sau khi thoa kem dưỡng ẩm. Đây có lẽ là một sai lầm phổ biến nhất mà các cô gái đều mắc phải ít nhất một lần trong đời. Các bạn lưu ý nha, sau khi thoa kem dưỡng ẩm xong thì chúng ta nên đợi ít nhất 3 phút để sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn vào da trước khi trang điểm. Nếu như mà chúng ta nhất quyết trang điểm ngay sau khi thoa kem dưỡng ẩm thì phần lượng kem còn lại trên da sẽ bị lẫn với kem nền, khiến cho lớp kem nền thừa ẩm, không được tẹp vào da, nhanh trôi và rất là dễ bị móc mặt. Sai lầm thứ tư đó chính là không dùng kem dưỡng ẩm cho da dầu vì da dầu đã đủ ẩm rồi. Nhiều người lâu nay vẫn có lầm tưởng là làn da dầu đã đủ độ ẩm nên không cần dùng đến kem dưỡng. Nhưng không biết rằng nguyên nhân lớn nhất khiến cho làn da tiết nhiều dầu, nhờn bóng, lỗ chân lông to và mụn đó là vì da đang thiếu độ ẩm trầm trọng. Do thiếu độ ẩm, tuyến bã nhờn dưới da sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, lập tức da sẽ bài tiết ra dầu để giữ ẩm, tạo thành những cái giọt dạng mỡ và đào thải qua lỗ chân lông. Anh biết là rất là nhiều bạn cũng biết là da dầu bị thiếu ẩm nhưng e ngại khi sử dụng sản phẩm kem dưỡng ẩm vì sợ tình trạng là bết dính trên da. Tuy nhiên đó là do các bạn chưa chọn được cái kết cấu phù hợp thôi, nên lựa chọn kết cấu dạng gel nè và lotion. Hai kết cấu này thì vô cùng phù hợp với da dầu vì thẩm thấu vô cùng nhanh trên làn da đó. Tiếp theo là các sai lầm mà nhiều chị em đang mắc phải, đó chính là chúng ta sử dụng cùng một loại kem dưỡng ẩm ban đêm và ban ngày. Tuy đều là dưỡng ẩm nhưng mọi giai đoạn sẽ có những cái sản phẩm đặc thù khác nhau mà chúng ta không nên nhầm lẫn. Kem dưỡng ban đêm là sản phẩm chủ yếu chứa các thành phần giúp duy trì độ ẩm cho da, nuôi dưỡng, tái tạo và hồi sinh cho làn da, ngăn ngừa cái tình trạng lão hóa cho da. Còn kem dưỡng ngày là sản phẩm có chứa độ kiềm dầu tốt, chứa chỉ số chống nắng SPF tối thiểu là 30, giúp cho bảo vệ làn da và nuôi dưỡng làn da trước cái tác động của tia UV, ngăn ngừa lão hóa, thâm sạm, nám và tàn nhang, ngăn chặn cái tình trạng cháy nắng hư tổn trên da, duy trì độ ẩm suốt một ngày dài. Ngược lại, với những cô nàng ngại thoa kem dưỡng ẩm là những bạn luôn luôn nghĩ rằng thoa kem dưỡng càng nhiều thì da càng căng mướt. Thực tế là việc thoa nhiều kem dưỡng ẩm không liên quan tới việc khiến da trở nên căng mướt và đủ ẩm. Bạn chỉ thoa đúng loại kem và đủ cái lượng kem dưỡng ẩm bằng khoảng một cái hạt đậu trắng là đủ cấp ẩm cho toàn mặt rồi. Thoa quá nhiều kem dưỡng ẩm sẽ khiến cho làn da của chúng ta bị quá tải nè và bội thực dưỡng chất. Điều này khiến các lỗ chân lông bị bít tắc, dễ gây ra tình trạng mụn ẩn nhiều hơn. Cuối cùng là có thể nói đến là chính điều này khiến cho chúng ta nhìn già đi nhanh chóng, đó chính là sai lầm khi nghĩ chỉ cần thoa kem dưỡng cho vùng mặt
Ngoài da mặt ra thì chúng ta còn cổ nè và mắt nè, là hai nơi dễ lưu lại nếp nhăn nhất trên cơ thể. Đây cũng là những vùng da mỏng và nhạy cảm, cần được chăm sóc cẩn thận. Chúng ta nên sử dụng sản phẩm chăm sóc đặc biệt tại các vùng mắt nè, cổ nè, thay vì dùng sản phẩm dưỡng da mặt. Không những thế thì các vùng da khác như là khuỷu tay nè, cánh tay nè, hoặc là chân nè, chúng ta nên sử dụng kem dưỡng ẩm riêng dành cho toàn thân. Đây cũng là một cái vùng da cần chăm sóc rất là đặc biệt, giúp hạn chế tình trạng viêm nang lông nè, bích tắc lỗ chân lông nè, nuôi dưỡng làn da cơ thể mịn màng và đều màu. Vậy là siêu thị mỹ phẩm vừa cung cấp cho các bạn một số sai lầm mà chúng ta thường hay mắc phải khi sử dụng kem dưỡng ẩm rồi. Các bạn điểm qua xem mình có đang mắc phải những sai lầm gì không nhé. Nếu có thì nhanh chóng khắc phục nha, để sở hữu làn da chắc khỏe hơn. Còn hiện tại nãy giờ thì anh cũng đã cầm trên tay cái sản phẩm là Urea. Hiện tại siêu thị mỹ phẩm cũng đang có chương trình tặng những cái sản phẩm dùng thử đến từ nhãn hàng Urea cho các bạn. Và link thì anh sẽ kèm dưới phần mô tả nha. Nếu như mà còn trường hợp sai lầm nào khác thì các bạn hãy để lại comment bên dưới video để chia sẻ cùng nhau. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của siêu thị mỹ phẩm nha. Và chào tạm biệt mọi người.